Hello anh em, hôm nay mình sẽ xin giới thiệu với anh em một sản phẩm mới của bên mình nha, mới vừa về hàng luôn nè. Rò bộ lục giác lục quật rò nha anh em, có giá là 133.000 nha anh em. Đó, mã của nó là W022003 nha anh em. Đó, anh em mà có nhu cầu á chụp lại màn hình, liên hệ tới số điện thoại bên dưới sau video á là đặt hàng nha anh em. Đó, thì ở đây á bộ lục giác này á thì có tổng cộng á là 8 chi tiết nha anh em. Tổng cộng là 8 chi tiết nha anh em. Thì ở đây á mình có đầu từ size 9 nè, 10 nè, 15 nè, 20 nè, 25 nè nha anh em. Đó, loại này á là loại sao không có lỗ nha anh em. Bên đây là có ba size to hơn nè cho anh em sử dụng nè anh em, là từ 27, 30, 40 nè nha anh em. Đó, mình á là sử dụng thép CRV, thép có độ bóng nhất định cho anh em luôn nè. Đó là chống reset cho anh em, hỗ trợ reset cho anh em, là anh em chỉ cần sử dụng xong mà anh em lau chùi anh em bỏ vô là hỗ trợ trong một thời gian dài cho anh em không reset nha anh em. Tiện lợi, dễ sử dụng. Đó, anh em chỉ cần mở ra nè, anh em mở ra sử dụng xong rồi anh em gấp vô thôi. Đó là không sợ mất hay là đánh thất lạc ở đâu đó, mỗi lần á mà anh em xài á là bị thất lạc á rất là khó chịu luôn. Đó, còn bộ này là đáp ứng hết tất cả cho anh em luôn nè. Đó, anh em chỉ cần rất là tiện dụng luôn nè. Anh em chỉ cần nè lấy ra nè, anh em dặn xong rồi cái anh em cất lại thôi. Đó là vật dụng gọi là bỏ túi luôn á. Đó, nếu mà anh em thấy tiện lợi á, anh em mua sản phẩm á thì liên hệ tới số điện thoại dưới đây cho mình nha anh em. Rồi.